Vâng, bây giờ là 4 giờ 10 phút sáng ngày 4 tháng 11 năm 2017. Nơi chúng tôi đang đứng là cảng cá Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hiện bây giờ thì gió đã bắt đầu nổi lên, mặc dù là chưa mạnh, và mưa đã tầm tã vào từ lúc 1 giờ sáng đến nay. Vào lúc 3 giờ sáng hôm nay thì tâm bão còn cách Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên vào khoảng 100 cây số. Cường độ cơn bão là gió cấp 12, giật cấp 15. Nếu giữ nguyên hướng đi theo hướng Tây thì là trong vòng 2 tiếng nữa tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện nay những chuyến hàng cuối cùng tại cảng Đông Hải đang được bốc dỡ và chỉ trong ít phút nữa thôi thì khu vực này sẽ đình chỉ mọi hoạt động. Chị sợ lũ chứ không phải sợ cái phòng của bạn. Hấp lạnh. Lấy thêm đá, bỏ cho nó rút lạnh, cho nó đủ đồ lạnh.